Ơi, lên chùa, lên chùa. Chùa đây, lên trên đỉnh. Phương đi Thái Lan đến đến một cái chùa chân núi của giáp Lào Thái Lan. À, đẹp chưa? Đây là một cái mộ của ông nào đó. Đây là tượng Phật. Núi, giữa hai hẻm núi có một cái thung lũng. Chùa tọa lạc trên cái thung lũng. Đi vào rừng.